Chào bạn, chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên trong chuỗi bài học về từ vựng. Bài học này, chúng ta sẽ học về các bộ phận trên cơ thể. Để đơn giản, chúng ta sẽ đi lần lượt từ trên xuống dưới. Và với dạng bài học này, chúng ta có thể áp dụng phương pháp ghi nhớ. Chính xác, đó là phương pháp ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta sẽ dùng body language để học nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với cái đầu của chúng ta nhé. Cái đầu là gì nào? Head. Head. Bạn nhớ nhìn vào phần phiên âm của từ nha. Nào, hãy hành động cùng Hana nào. Nhớ là phải đứng dậy, đừng có ngồi nha. Đứng dậy nào. Đúng rồi, đứng dậy nhé. Vừa hành động, vừa nói to từ lên cùng Hana nào. Head. 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 Và trên cái đầu của chúng ta thì sẽ có tóc. Chính xác. Và tóc sẽ là hair. 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 Ok, ôn lại nào. Nhanh hơn nữa nào. Very good. Bạn hãy nhớ rằng học cùng Hana, bạn phải thật tập trung, trả lời thật nhanh để luyện phản xạ của mình nhé. Bằng cách tập trung, sử dụng ngôn ngữ cơ thể để học là bạn đã sử dụng toàn bộ tâm, thân, trí của mình để học và kích hoạt tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta cùng tham gia học tập. Từng tế bào trong cơ thể của chúng ta đều có chức năng lưu giữ thông tin. Nên khi mà bạn học như thế này, bạn sẽ ghi nhớ thông tin nhanh và lâu hơn gấp rất nhiều lần so với việc ngồi học. Hơn nữa, chúng ta cũng đang biến buổi học của mình trở nên thú vị hơn. Nó không phải là những buổi học nhàm chán, uể oải hay mất tập trung hay thiếu năng lượng nữa. Nếu bạn vẫn còn đang ngồi đó thì hãy đứng dậy nha. Chúng ta tiếp tục với từ tiếp theo nào. Đây là gì? Chính xác. Face. Face. Hai tay nào. Face. Nào. Good job. Và trong cái đầu của chúng ta là gì nào? Brain. Não. Brain. 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 Lại nhé. Brain. Ôn lại nào. Good job. Tiếp nào. Đây là gì nào? Forehead. Trán. Forehead. Forehead. Nào, bạn hãy nhắc to từ này 5 lần thật nhanh nào. Ok, và dưới trán là gì nào? Eyebrow. Eyebrow. Eyebrow là lông mày. Một cái lông mày thôi là eyebrow, còn hai lông mày sẽ là eyebrows nha. Eyebrow. Eyebrow. Và dưới lông mày là eyelash, lông mi, phải không nào? Chắc chắn bạn không nhìn thấy lông mi của Hana đâu, bởi vì vướng kính rồi. Alright, 5 lần nào. Ok, very good. Và tiếp theo, toàn bộ đây là mắt. Chính xác. Quá dễ rồi. Eye. Eye.
I. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ từ vựng trên. Hannah sẽ chỉ, còn bạn sẽ nói to từ vựng đó lên nhé. Ready? Ok, chúng ta bắt đầu nào. Head. Hair. Face. Brain. Forehead. Eyebrow. Eyelash. Eye. Forehead again. Face. Eyelash. Brain. Hey. Eyebrow. Well done. Rồi, đây là gì nào? Nose. Nhớ là phải đậm âm z ở cuối từ nha. Nose. 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 Ok, tiếp theo. Đây là cheek. Má, đúng không nào? Cheek. Ba lần nữa nào. Cheek. 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 Đây là gì nào? Nose. Cheek. Nose. Cheek. Wow. Ok, từ tiếp theo. Chúng ta dùng cái gì để nghe nào? Right. Ear. Tai. Ear. Ear. Bạn lưu ý, ear là một cái tai thôi nha. Nhưng khi nhắc tới hai cái tai, ta sẽ phải nói ears nha. Hay như mắt cũng vậy. Eye. Eyes. Và má cũng vậy. Cheek. Cheeks. Rồi, tai là gì nào? Ear. 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 Tiếp theo, cái cằm là gì nào? Chin. Chin. Nhớ là y ngắn nha. Chin. Nghe như chin su đúng không nào? Nếu đây là một từ khó với bạn, bạn hãy tưởng tượng như bạn đang ăn nước mắm chim su và bị rớt xuống cằm. Bạn sẽ nói gì nào? Chin. Chin. Lại nào? Ba lần nữa nhé. Rồi, và đây là gì nào? Ok, lips. Chúng ta có hai chiếc môi đúng không nào? Môi trên và môi dưới. Ta có upper lip và lower lip. Nhắc lại nào. Lips. 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 Ok, bây giờ Hannah sẽ đưa ra hành động và Hannah không nói ra đáp án nữa nha. Bạn sẽ nhìn vào hành động của Hannah và nói nhanh đáp án cho hành động của Hannah nha. Good job! Very good! Còn toàn bộ vùng này là? Chính xác! Mouth. Miệng. Mouth. Nhớ âm kết thúc nhé! Đưa lưỡi ra ngoài và hai hàm răng kẹp nhẹ lại nha! Mouth.
cầm hơi ra. Mouth. Mouth. Rồi, trong miệng của chúng ta có gì nào? Đầu tiên là răng đúng không? Tooth. Tooth. Nhóm kết thúc của nó cũng giống như từ mouth nha. Tooth. Và từ này chỉ một cái răng. Đây là số ít. Vậy dạng số nhiều của nó là gì? Chính xác. Teeth. Teeth. Nào, miệng là gì? Mouth. Răng. Tooth. Rồi, phía sau răng và gắn liền với cuống họng là gì? Right. Tongue. Lưỡi. Tongue. Tongue. Năm lần nào? Ok, good job. Ôn lại ba tiền này nhé. Nào, đây là gì? Rồi, và bây giờ là từ tiếp theo. Đây là gì? Neck. 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 Cổ, đúng không nào? Nhớ bật âm kết thúc nhé. Neck. Neck. Phía hai bên cổ là shoulders. Một cái vai là shoulder. Và hai cái vai là shoulders. Shoulder. Shoulders. Ok, chúng ta nói số ít nhé. Shoulder. Shoulder. Năm lần nhé. Good job! Đây là gì? Chest. Đừng bỏ lỡ âm kết thúc nhé. Chest. Chest. Shoulder. Chest. Rồi, và cái gì chúng ta dùng để yêu nào? Heart. Heart. Không đọc là hurt hay hear nha. Heart. Heart. Take me to your heart. Hãy đưa em tới trái tim anh, tức hãy yêu em đi. Take me to your heart. Đây là gì nào? Cái gì mà phụ nữ ai cũng muốn nó nhỏ nào? Ok, waist. L. Waist. Waist. Nhớ bật âm kết thúc nha. Waist. Waist. Rồi, chúng ta có môn múa bụng là gì? Belly dance. Với bụng là gì? Belly. 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 Và trong cái bụng, chúng ta có cái gì để chúng ta chứa và có bóp thức ăn? Stomach. Stomach. Chú ý âm CH cuối từ, chúng ta sẽ phát âm thành K nhé. Stomach. Stomach. Và từ tiếp theo là hip, cái hông. Hip. Hip. Và trên thực tế là chúng ta có hai cái hông đó. Nên nếu như hai hông, bạn sẽ phải nói là hips. Hips. Từ này có khó nhớ không nhỉ? Bạn biết môn nhảy hip hop chứ? Đó, chính là từ hip hop đó. Hip. Chúng ta dùng cái hông của chúng ta để lắc lư, xoay chuyển đúng không nào? Hip. Cái hông. Và từ cuối cùng, cái gì dùng để ngồi xuống ghế?
còn có thể là cái gì được nữa? Bottom, cái mông. Bottom, bottom, bottom. Bạn có hay nghe thấy cụm từ bottom up mà người ta nói rất nhiều trong bản nhậu không? Bottom khi này được hiểu là cái đáy cốc hay cái đít cốc, và up là lên. Thử tưởng tượng xem cái đáy cốc mà được dựng lên, dựng ngược lên á, thì nó sẽ là gì? Chính xác, cạn ly. Bottom up, bottom up, bottom. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong từ vựng của bài học này rồi. Và để ghi nhớ bài học này, Hana có một bài thơ dành cho bạn đấy. Nào, bottom nghĩa là cái mông, đôi môi là lips, hip hông, hết đầu, forehead là trán, mũi nose, não brain, ngực chest, vai shoulder này, ear tai, tim heart, miệng mouth, belly là bụng, eyebrow, lông mày, neck cổ, stomach, dạ dày, lưỡi tongue, hair tóc, mặt face, chin cằm, lông mi, eyelash, eo waist, tooth răng, má chick. Đến đây hết bài. Thơ này không ngắn không dài. Hana xin kết thúc bài tại đây. Rồi, và bây giờ đã đến lúc bạn cần phải hoàn thành bài tập rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo nhé.